VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xuất xứ từ thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, quốc gia được mệnh danh là quê hương của karaoke, thì chiếc loa BIK BGS768 đang là sản phẩm bán chạy trên thị trường audio Việt Nam cũng như tại VDA Shop của chúng tôi. Với chất lượng âm thanh tốt, độ bền cao và giá cả hợp lý thì chiếc loa BIK BGS768 đang là sản phẩm được khuyên là đáng mua trong dịp Tết đến xuân sang này. Loa được thiết kế theo phong cách mạnh mẽ, chắc chắn, sử dụng tông đen toàn bộ. Mặt trước loa có logo thương hiệu BIK màu vàng kim nổi bật, lưới kim loại bảo vệ củ loa hai bên. Thiết kế sử dụng các đường bo cong giảm đi sự cứng nhắc. Đặc biệt kích thước vừa phải, 500mm chiều dài, 289mm chiều rộng, 292mm chiều cao. Mặt sau loa BIK BGS768 có thông tin loa và ngõ kết nối loa. Đặc biệt có thêm tem chính hãng QR code để chống hàng giả. Với công suất lên đến 600W, BIK BGS768 đánh nhạc cực bốc và mạnh mẽ, tiếng nhạc giọng ca thoát ra loa đầy nội lực và tròn âm. Thiết kế gồm hai đường tiếng với ba loa, một loa siêu trầm đường kính 25cm và hai loa chép đường kính 7,7cm. BIK BGS768 có thể tái tạo âm thanh chất lượng ở mọi âm tần. Trường âm thanh rộng, phủ âm kín và đều khắp không gian, BIK BGS768 cho chất âm hoàn hảo với những không gian phòng rộng hơn 25m2. Dễ dàng phối ghép với Amply và các thiết bị âm thanh khác. Với công suất âm thanh lên tới 600W, tái hiện hai đường tiếng trở kháng 8 ohm. Loa BIK BGS768 đem đến khả năng phối ghép dễ dàng với Amply và đầu đĩa karaoke. So với các loa khác cùng tầm giá, BIK S768 có độ bền khá cao do được làm bằng chất liệu đã được qua các kiểm tra về độ bền trong nhiều môi trường khác nhau, đồng thời đều có tính nhất quán giữa các kết cấu và các vật liệu trong quá trình sản xuất, có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường với nhiệt độ và độ ẩm khác nhau mà không lo hỏng hóc. Nếu như bạn thực sự yêu thích chiếc loa BIK BGS768 thì hãy đến showroom gần nhất của VDA để trải nghiệm chất lượng sản phẩm. Và tại đây chúng tôi luôn có giá tốt cho quý vị. Với 9.900.000 đồng, bạn có ngay chiếc loa BIK BGS768 với chế độ bảo hành 3 năm. Và chưa kể bạn sẽ nhận được gói quà tặng lên đến 1.100.000 đồng, bao gồm 20m dây loa xịn trị giá 300.000 đồng, dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng và giá treo loa trị giá 300.000 đồng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.